Xin chào mọi người và nhất là các chị gái tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Đây là video em sẽ chia sẻ với các chị về cái vận hạn của 6 tháng cuối năm, năm Tân Sửu năm 2021. Một trong những cái năm mà các chị có sao Thổ Tú chiếu mạng. Gọi là mình 59 tuổi, có sao Thổ Tú chiếu mạng khá là không tốt đẹp về nhiều mặt. Em đã có làm cái vận trình của 6 tháng đầu năm cộng với cái tử vi rồi tỏ cung tiểu vận, tỏ cung tiểu hạn cho tuổi của các chị rồi. Thì bây giờ mình chỉ xét xem là sao hạn vận niên để mình vận vào những cái tháng còn lại của năm Tân Sửu năm 2021 mà thôi. Bên cạnh những cái sự tích cực của bổn mạng khi các chị gặp mệnh kim, các chị là người mệnh kim gặp năm thổ thì tốt đẹp. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết. Những người mà chịu sự chi phối bởi cái tử vi tuổi Quý Mão sẽ là những người sinh ngày dương lịch là từ ngày 25 tháng 1 năm 1963 cho đến ngày 12 tháng 2 năm 1964. Đây là những người sẽ chịu sự chi phối bởi cái vận hạn tử vi của người Quý Mão. Tuy nhiên những người mà sinh vào đầu năm, đặc biệt là trước cái tháng 4, thì cái sự chi phối của nhâm dần nó vẫn còn nhiều hơn, nó vẫn còn tác dụng nhiều hơn cái tuổi Quý Mão. Cho nên là những người mà sinh vào đầu năm thì vẫn là những người mạnh mẽ quyết đoán. Ngược lại những người sinh bắt đầu từ tháng 5 trở đi thì người Quý Mão nữ mạng lại là rụt rè, hơi nhút nhát một tí xíu. Gọi là con mèo này là con mèo nhà, con mèo ở trong bếp. Con mèo không có quá nhiều người Quý Mão nữ mạng sẽ là những người mà gọi là phải xông pha kinh doanh, phải quyết đoán, phải mạnh mẽ như là người nhâm dần. Tuy là cũng là người kim bạch kim cả, nhưng mà người nhâm dần thì lại tính nam nhiều hơn. Mà người Quý Mão, mà đặc biệt là những người sinh sau tháng 5 và sinh vào tháng 10, tháng 9, tháng 10 nữa thì càng là nói như là hơi nhõng nhẽo một tí xíu, nhẹ nhàng, gọi là người mệnh kim nhưng mà nhẹ nhàng, sâu sắc, sắc bén. Đó là sơ khởi cho người Quý Mão. Người Quý Mão thì mệnh là kim bạch kim, mạng là âm nữ, cho nên là gặp một cái năm Tân Sửu năm thổ thì là thổ của năm sinh kim của bản mệnh, nên là bản mệnh được tương sinh. Người ta nói sẽ tốt về mặt sức khỏe, chủ về tương trợ tốt cho các phúc tinh tài tinh nằm ở trong tọa cung tiểu vận, tọa cung tiểu hạn. Và cái tọa cung tiểu vận, tọa cung tiểu hạn thì các chị sẽ xem ngược lại cái video mà em đã làm trong vận hạn 6 tháng đầu năm cũng như cái tử vi cho năm Tân Sửu thì sẽ hay hơn, chứ còn nói ở đây nữa thì nó dài dòng và lặp đi lặp lại. Sao của năm là một sao xấu, sao chủ của năm là sao Thổ Tú, một cái ngôi sao hay đem lại rối rắm nạn tai khi mà nó trực chiếu. Sau này là một phá tinh, thường đem lại sự trắc trở, xung đột, đều tiếng, dễ bị tiểu nhân quấy phá sau lưng, dễ gặp phải kiện cáo. Trong năm nên cẩn thận vào các tháng như là năm, tháng 2, tháng 5, tháng 8, ba cái tháng này thì nó sẽ không tốt đẹp với cái người Quý Mão. Cho nên là phải cẩn thận một tí xíu. Rồi, hạn của năm là hạn Diêm Vương, một cái hạn chủ về bệnh đường máu huyết. Hạn này chủ về tật bệnh, không chủ về làm ăn, cho nên là có thể nói năm Tân Sửu về làm ăn thì người Quý Mão, chỉ trừ vận hạn mình làm những cái việc mà liên quan tới cái đợt dịch này thì tất cả đều chung, xã hội cả chung, cho nên là mình không thể tính được là mình khó khăn. Chứ còn mà nếu mà tính ra làm ăn thì không có vấn đề gì. Vận niên là một vận niên khá là trung bình, đó là Thổ Lộng Nguyệt, người ta kêu là Thố Lộng Nguyệt, theo tiếng Hoa, và đây là Thỏ Vờn Trăng. Này là hình tượng con thỏ vui vẻ đùa vui với ánh trăng, báo hiệu một năm có nhiều cái sự vui vẻ ở trong gia đạo tình cảm, không quá khó khăn và phiền toái đối với người Quý Mão. Ra đường có thể là gặp được sự vui vẻ, gặp gỡ lại bạn cũ xa cách lâu ngày. Đó là cái vận niên Thỏ Lộng Nguyệt. Như vậy xét về cái sao hạn vận niên thì chỉ có cái sao là xấu, mạng cũng tốt nè, hạn thì chỉ chủ về bệnh tật,
bệnh đường máu huyết, còn vận niên là một vận niên tốt. Như vậy thì tích cực, không có quá lo lắng ở trong một cái năm như thế này đối với người Quý Mão. Bây giờ mình vận xem những tháng cuối năm nó sẽ ra sao. À, em đã chia sẻ cho các chị cái vận trình từ tháng Giêng cho tới tháng 6 rồi. Bây giờ mình chỉ chia sẻ tiếp cái vận trình từ tháng 7 mà thôi. Tháng 7 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021. Đối với người Phật giáo, đây là tháng cô hồn, tháng xá tội vong nhân, hoặc là có thể nói là tháng vu lan báo hiếu, để nói đến cái sự hiếu đạo ở trong cái tôn giáo Phật giáo. Tuy nhiên là đối với cái tín ngưỡng dân gian, tử vi phong thủy thì đây chỉ là một cái tháng bình thường, có tên là Bính Thân. Mà tháng Bính Thân thì là một tháng hỏa. Như vậy xét về trụ mệnh thì rõ ràng không tốt đẹp cho người mệnh kim, khi tháng hỏa sẽ khắc kim, tháng khắc bản mệnh, bản mệnh sức khỏe không được tốt đẹp, cẩn trọng bệnh nạn, sức khỏe không được tốt, thậm chí là có tai nạn phạm thân, nguy nan tới bổn mạng. Nhưng mà mình nghĩ là phạm thân là nhiều, bệnh là nhiều, chứ còn nguy nan thì không đến nỗi, vì dù sao là năm là năm thổ bao bọc lấy cái kim, bạch kim của mình. Rồi thiên can quý bính thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi, cho nên tháng 7 cô hồn cô hét gì đó đối với người Phật giáo không quan trọng, nhưng mà đối với các chị Quý Mão là một trong những người cũng khá tính tâm thì nó là một tháng bình thường về các công việc làm ăn bình thường. Địa chi thân mão tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khác nhau. Như vậy đây là một cái tháng về tình cảm gia đạo, các mối quan hệ thì không có vấn đề gì quá phải buồn phiền. Tiếp tục là tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch, tháng trung thu của năm Tân Sửu năm 2021 là tháng Đinh Dậu. Mà tháng Đinh Dậu á là một tháng hỏa nữa. Như vậy trụ mệnh thì cũng không khác gì tháng 7, khi hỏa sẽ khắc kim, bản mệnh sẽ khắc tháng. Quên, tháng khắc sẽ bản mệnh, bổn mạng và sức khỏe không được tốt đẹp cho lắm, cẩn trọng những cái tai nạn bệnh nạn có thể phạm thân. Thiên can thì lại cực xấu thêm nữa, khi mà cái bản mệnh nó tương khắc, cái tháng nó tương khắc cái bản mệnh thì phúc tinh và tài tinh nó sẽ suy yếu, phá và bại tinh nó sẽ hoành hành mạnh. Đặc biệt là gì, đặc biệt là cái ông nội Thổ Tú chiếu mệnh của mình á, ông gặp cái này nữa ông sẽ phát huy tác dụng nhiều hơn nữa. Tại vì ở trong cái tọa cung tiểu vận, tọa cung tiểu hạn thì chắc chắn là nó sẽ có một ít sao xấu, một ít phúc tinh, một ít phá tinh, một ít bại tinh, nó xen lẫn với nhau. Nhưng mà khi mà bổn mạng mình được tương sinh á, thì phúc tinh và tài tinh nó mạnh lên, thì có những cái phúc tinh tài tinh nó sẽ át cái phá bại tinh. Tuy nhiên mà tháng là bị khắc như thế này á, là phá và bại tinh nó mạnh lên, trong khi phúc tinh và tài tinh nó mất tác dụng, cộng với cái sao chủ của năm là một sao xấu nữa, nó sẽ hoành hành nhiều. Rồi thiên can á thì chữ quý của Quý Mão sẽ khắc chữ đinh của Đinh Dậu tháng. Thiên can khắc tháng, công việc dễ xảy ra điều không tốt đẹp. Tháng này rất dễ xảy ra điều không tốt đẹp. Tháng này nếu ai hỏi mượn tiền thì làm ơn say đô, nói không giùm mình, chứ nếu không là lại phải mất mát tiền bạc ha. Rồi chút. Rồi địa chi thì lại càng có cái sự xung khắc hơn nữa. Vì sao? Vì Dậu gặp Mão, tháng Dậu gặp tuổi Mão, Tý Ngọ Mão Dậu, Mão Dậu nằm sát nhau trong bộ tứ hành xung, cho nên đây là một cái cặp địa chi chính xung hoặc là lục xung. Gia đạo tình cảm khó yên ổn, cẩn trọng mạng xấu lừa gạt. Như thế này thì rõ ràng là cái tháng 8 xấu nhiều chứ, đúng không? Tháng 8 là hồi nãy mình đã nói là cái sao Thổ Tú nó hoành hành mạnh, rồi là bản mệnh bị tương khắc, thiên can khắc tháng, rồi bây giờ địa chi lục xung nữa, thì có thể nói trong cái vận trình 6 tháng cuối năm, tháng 8 là một cái tháng người Quý Mão nữ mạng cần phải chú ý nhiều, chứ nếu không là có chuyện không tốt. Rồi tiếp tục là tháng 9 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021. Mà tháng 9 âm lịch của năm Tân Sửu là tháng Mậu Tuất. Tháng Mậu Tuất là một tháng mộc. Như vậy xét về trụ mạng
là kim của bản mệnh khắc tháng. À, sức khỏe bổn mạng xấu, đề phòng những cái bệnh nạn tai nạn nhẹ. Thiên can thì hoàn toàn trái ngược với tháng 8, khi chữ mậu của Mậu Tuất hợp chữ quý của Quý Mão. Thiên can này gọi là thiên can thuộc ngũ hợp, công việc tài lộc biến chuyển tốt đẹp, hành thông nhiều hơn rất rất là nhiều so với tháng 8. Địa chi thì cũng tiếp tục ngược hoàn toàn với tháng 8, khi sao Mão Tuất là thuộc cái nhóm địa chi lục hợp, tốt cho gia đạo tình cảm, dễ gặp quý nhân giúp đỡ. Nếu không may cái công việc mà bị bế tắc, mọi thứ nó không tốt đẹp ở trong tháng 8, nó đem qua. Đây là một cái tháng ngon lành. À, tháng này mà cái bổn mạng thì hơi xấu, ít vị trí như là ít xấu hơn tháng 8. Nhưng mà được cái thiên can và địa chi như thế này thì tháng này là mình nên làm việc lớn ha. Mua bán hay là cái gì đó thì nên là các chị Quý Mão mà năm nay mà mua nhà nữa, mua tháng 9 tháng 10 là quá ngon. Tháng 10 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021 chính là tháng Kỷ Hợi. Tháng Kỷ Hợi tiếp tục là một tháng mộc. Như vậy xét về trụ mệnh là kim khắc mộc. À, bản mệnh vẫn tiếp tục khắc tháng, sức khỏe bổn mạng hơi xấu, cẩn trọng những cái bệnh nặng nhẹ. Thiên can thì tiếp tục lại một tháng không tốt đẹp, khi sao chữ Kỷ của Kỷ Hợi sẽ khắc chữ Quý của Quý Mão. Tháng khắc thiên can rất xấu, công việc cẩn trọng lâm vào bế tắc, thậm chí là đáo tụng đình kiện thương. Đó, tháng này là không tốt đẹp. À, địa chi Hợi của tháng gặp Mão của tuổi là thuộc cái nhóm tam hợp Hợi Mão Mùi. Đây là dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo mà nó còn đôi khi là tác dụng ngược lại cái phần về các cái mối quan hệ, thậm chí là gặp quý nhân giúp đỡ trong công việc. Với cái địa chi như thế này thì hy vọng rằng nó phần nào gia giảm bớt cái sự xui rủi của thiên can, ảnh hưởng đến phần công việc của các chị một tí. Tháng tiếp theo của năm Tân Sửu năm 2021 dĩ nhiên là tháng 11 âm lịch, mà tháng 11 âm lịch là tháng Canh Tý. Tháng Canh Tý là một tháng thổ. Tháng thổ của năm thổ thì bổn mạng sẽ chắc chắn là tốt đẹp. Vì sao? Vì thổ sẽ sinh kim, bản mệnh tương sinh. Bản mệnh thì tương sinh, sức khỏe và bổn mạng tốt đẹp. Phúc tinh và tài tinh vì thế được hưởng lợi, phát huy tác dụng tối đa. Ngược lại với cái ở trên mà tháng nó khắc bổn mạng, cái này là tháng bổn mạng được tương sinh thì phúc tinh và tài tinh phát huy, còn mà tháng nó khắc bổn mạng thì phúc tinh tài tinh mất tác dụng ha. Thiên can canh quý thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng thì chủ về mặt tử vi. Nạp âm của canh tân là kim và nạp âm của quý là thủy. Nạp âm ngũ hành của thiên can là tương sinh, kim sinh thủy, cho nên đây là một cái tháng có chút tài lộc chứ không phải là không có tài lộc, nhưng không lớn, đừng có mong cầu nhiều. Tý Mão nằm trong cái bộ tứ hành xung Tý Ngọ Mão Dậu. Tý Mão là thuộc nhóm tự hành, nên gia đạo tình cảm cẩn trọng những cái va chạm hoặc là chuyện buồn, trong thậm chí là buồn có tan ở trong gia quyến người thân, vì năm nay dù gì đi nữa thì các chị có tan môn di mệnh từ nhị hợp sang tam hợp ở trong cung mệnh, cho nên là cẩn thận việc này nếu có mẹ là người lớn tuổi. Tháng 12 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021 chính là tháng Tân Sửu, tháng chạp của năm Tân Sửu ra. Tháng này là tháng cuối cùng của năm Tân Sửu và tháng này cũng là tháng Tân Sửu luôn. Như vậy tháng Tân Sửu của năm Tân Sửu chắc chắn tiếp tục là một tháng thổ. Như vậy xét về trụ mệnh thì trụ mệnh tiếp tục là được tương sinh, sức khỏe và bổn mạng tốt, phúc tinh và tài tinh vì thế được hưởng lợi. Thiên can cũng khá giống tháng 11, khi vì tân với lại quý thì không xung không hợp là trạng thái thái cân bằng về mặt tử vi. Còn nạp âm ngũ hành của tân canh là kim, quý là thủy. Nạp âm ngũ hành tiếp tục là tương sinh, tháng này tiếp tục là tháng có tài lộc đối với người nữ mạng Quý Mão. Rồi địa chi Mão Sửu tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khác nhau, cho nên tháng này gia đạo tình cảm cũng sẽ có nhiều cái yên vui, cũng đúng thôi, tháng này là tháng Tết ha. Các chị thì có ở tuổi này thì nếu mà có con cái vừa làm xa này kia thì khoảng từ ngày 20 trở đi là con cháu nó tụ tập về là vui liền. Như vậy thì em đã tổng hợp và chia sẻ đến
các chị gái tuổi Quý Mão cái vận trình của 6 tháng cuối năm năm Tân Sửu năm 2021. Bên cạnh 2 tháng 8 và 10 có những cái trục trặc trúc trắc ở trong công việc, đặc biệt tháng 8 còn có ảnh hưởng tới bổn mạng, sức khỏe và gia đạo tình cảm. Hy vọng rằng những cái thông tin em vừa chia sẻ sẽ giúp các chị có được cái nhận định tốt ở trong cái vận trình của mình để mà có được những cái thành công hoặc là hạn chế những cái thất bại ở trong công việc kinh doanh tài lộc của mình. Rất vui và hẹn gặp lại các chị ở những cái video sau. Các chị xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi Vào Cuộc Sống xin bấm đăng ký ở đây để đón chờ những cái video khác và nói về tuổi Quý Mão hay là tuổi con cái cháu chắt của mình. Rất vui và hẹn gặp lại các chị ở những video tiếp theo. Bye bye.